Rồi, bây giờ chúng em bắt đầu tập vợt một tí xíu nha. Đây là khuôn viên để chúng em để ở đó nó không được. Sao đi nha, em đang lấy góc độ, em thấy góc độ này là ok. Đó, bên này thì nó mới vừa hết này. Ok, yes. Đứng ở kia nó gần quá. Hy vọng là quý anh chị nhìn thấy nhá. Em cho cái này cao lên thì quý anh chị sẽ nhìn thấy rõ hơn để vừa qua cái cây đó. Rồi, em nghĩ là ok ha. Rồi, we on air. Thank you.
Một lòng mãi nhớ có mẹ bên con.
nhiều, cảm ơn quý vị. Cảm ơn mọi người ai đang coi nha. Yeah, chúng em thực tập xong rồi, không biết mọi người có thấy chúng em không? Sao sao sao, khúc nào các quý bạn? Quý bạn khúc nào?